Chào các em, hôm nay thầy giới thiệu chúng ta cách xác định hệ số, tìm hệ số lớn nhất trong cái khai triển nhị thức Newton bằng máy tính Casio. Thì đây là một cái ví dụ mà chúng ta sẽ xác định trong cái video ngày hôm nay. Thì người ta cho khai triển và yêu cầu là tìm hệ số lớn nhất. Thế thì trước tiên là trong cái bài này ta phải tìm n bằng bao nhiêu. Vậy thì người ta cho cái biểu thức. Bây giờ nhìn cái ví dụ này thì chúng ta sẽ thấy như này. Ở đây ta cần tìm n. Vậy ở phía trái ta thấy là 1 cộng 2 x tất cả mỗi n, và phía sản phải là a0 cộng a1 x mũ 1 cộng chấm 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 cộng an x mũ n. Và người ta cho biểu thức a0 cộng a1 trên 2 cộng chấm 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 a n trên 2 mũ n bằng 4096. Vậy ta nhiệm vụ ta cần tìm n và dựa biểu thức này. Thế thì chúng ta nhìn là nếu như chúng ta cho x bằng 1 phần 2 vào hai vế của biểu thức trên thì ta sẽ có là 1 cộng với 2 nhân 1 phần 2 là 1 mũ n thì bằng a0 cộng với thay x đều bằng 1 phần 2, vậy thì bằng a1 chia cho 2 cộng với chấm 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 cộng với an nhân với 1 phần 2 tất cả mũ n, tức là chia cho 2 mũ n. Và bài toán này, bài toán cho bằng, ở đây bằng 4096. Vậy thì sẽ có này, 2 mũ n thì bằng 4096. 4096 thì chúng ta sẽ bằng 2 mũ bao nhiêu? 2 mũ để tính xem 2 mũ bao nhiêu. Để máy tính tính. 2 mũ 12 xem nào. 2 mũ 12 nó chính là bằng 2 mũ 12 của chúng ta. 2 mũ 12. Vậy ở đây chúng ta sẽ có n bằng, rút ra n bằng 12. Rồi thế bây giờ nhiệm vụ chúng ta cần tìm hệ số lớn nhất trong khai triển này. Vậy chúng ta tìm cái biểu thức hệ số của cái khai triển, người ta sẽ có là 1 cộng với 2 x mũ 12 thì theo khai triển tổng sigma k bằng 0 đến 12 của ck của 12 nhân với 2x tất cả mũ k và bằng tổng sigma k bằng 0 đến 12 của ck của 12 nhân với 2 mũ k nhân với x xi mũ k. Vì vậy ta thấy rằng là từ cái biểu thức này ta thấy rằng AK tức là hệ số của x mũ k đấy chính là bằng CK của 12 nhân với 2 mũ k. Thế ta tìm AK là hệ số lớn nhất khi nào, ta sẽ bấm máy ta tìm hệ số lớn nhất như sau. Chúng ta có biểu thức AK rồi, ta sẽ tìm ta sẽ làm như sau này. Đây chúng ta sẽ mốt 7 fx, ta nhập cái hàm này vào, k thì bằng x, vậy ta có là 2 mũ x nhân với ck của 12 tức là 12 cx rồi bằng k chạy từ 0 đến 12 cho từ 0 bằng 12 và k thuộc z hay là chính là số tự nhiên k thuộc n đấy. Thế thì lúc này cái step tôi lấy sẽ là 1 step cùng 1 đó bằng, và sang bên phần fx ta nhìn thấy lớn nhất là bằng bao nhiêu. Ta nhìn đây rồi, đây lớn nhất đây, 1 2 6 7 2 0 1 2 6 7 2 0
chúng ta thấy trên thì nó là 10 1375 và trên lớn hơn là 12, dưới thấp dần là 11, nó sẽ nhỏ hơn rồi, nó và càng ngày càng nhỏ dần. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Đấy. Đó, tìm cái hệ số rất là nhanh dùng máy tính. Đó. Thế đấy là cách dùng Casio để tìm hệ số lớn nhất trong khai triển. Nếu bài này chúng ta làm tự luận thì cũng tương đối là dài, chúng ta giải bất phương trình tương đối là dài. Do đó nếu chúng ta trắc nghiệm ta cứ dùng máy tính nhập hàm vào và tính. Rồi, video kết thúc đây. Cảm ơn các em.